món mới nè. Cái miệng kìa, cái mỏ vô vô cái mỏ đâu. Món mới nè, món mới nè, món mới mà, món mới ba làm ngon lắm. Chả tôm thịt bò nè, một miếng ngôi đang mỹ á. Đâu rồi, trời ơi, giờ bên đây con bị gì rồi? Một miếng nè, chào món mới, món mới nè. Đây con tự ăn đi, con tự cầm nè. Nè con tự cầm cho đi. Một miếng thôi, một miếng đi mà, lấy lòng người nấu đi mà. Rồi trời ơi, lấy lòng người nấu đấy, trời ơi thương quá. Một miếng lấy lòng người nấu mới ăn. Trời ơi ngon quá. Động viên tinh thần người nấu đi, một miếng nữa thôi nha. Phải động viên tinh thần người nấu. Thôi thương ba, ăn một miếng thôi. Ăn một miếng cho ba vui đi. Một miếng thôi. Ăn một miếng cho ba vui đi. Một miếng cho ba vui nha. Dạ, lùi mà ăn một miếng cho ba vui đi. Một miếng thôi. Đi. Lùi một miếng cho ba vui nha. Một miếng cho ba vui. Một miếng con vậy đó hả? Trời, không miếng cho vui thôi ha. Một miếng nữa đi cho ba vui đi. Một miếng nữa đi. Thôi một miếng nữa đi cho vui nha. Một miếng nữa cho ba vui nha. Một miếng nữa thôi. Năng nỉ á, đây một miếng nữa cho ba vui đi. Một miếng nữa cho ba vui nha. Lùi. Lùi ơi, một miếng nữa cho ba vui đi. Sao vậy cái miệng chung chung. Nó không là sao. Một miếng nữa thôi. À, ba xin lỗi, ba xin lỗi, có bị bệnh mà, ba xin lỗi. Ba biết rồi. À, là biết rồi, mang món gì. Cho con một miếng dưa hấu đi chú Di ơi. Đây cho miếng dưa hấu nè. Rồi, đảm bảo sẽ ăn liền. Mấy hồng nữa đi. Mấy hồng nữa đi. Rồi có khuynh hướng ăn chay giống ba rồi. Đã có khuynh hướng ăn chay là ăn rau củ quả không, chịu ăn thịt ăn cá không hề ép luôn. Tự nhiên nếu một ngày được ăn chay giường giống ba rồi. Cho ba miếng thôi. Ngon quá. Còn nữa đi. Ngon quá, thấy chưa? Nè một miếng cà chua nè, cà chua cũng là chay nè, cà chua nè. Sao mở cái gì? Cái miệng con bị cái gì vậy Lưu Ý? Ai nhập con vậy? Nè ăn một món mới, một miếng đi. Cái gì vậy đầu đi không nội? Ai dạy cái trò đó vậy? Làm sao con lại làm vậy? Ăn đi nè. Ngon quá cái miệng ăn. Ôi ôi, đáng yêu quá. Em bé Lùi đáng yêu quá. Nở lòng nào mà người la nhỏ à. Đáng yêu quá. Từ đưa mặt cho hôn cái nữa nè. Lùi đáng yêu quá đi nè. Đưa mặt cho bà hôn nè. Đáng yêu quá. Ăn một miếng chả nữa nha. Năng nỉ nè. Bà làm cực khổ lắm rồi. Bà dậy sớm rồi bà đi mua tôm, mua thịt, mua cá. Giờ bà làm cực khổ lắm con. Cầm tiền kiếm mồ hôi nước mắt, giờ làm miếng chả cho con ăn một tô mà ăn nó rồi. Lùi ăn miếng đi nha. Lùi món mới nè. Lùi ơi, một miếng thôi năng nỉ á. Ăn một miếng cho ba vui đi. Có dinh dưỡng con ơi, con ăn giờ con còi luôn á. Một miếng lên năng nỉ á. Một miếng cho ba vui con. Nha một miếng đó thôi. Cái gì vậy Lùi? Cái gì vậy? Một miếng thôi. Nè một miếng chả đi nha. Rồi. Rồi. Một miếng chả cho ba vui nha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi dì hấu đi. Không phải là bệnh đâu, phải nướng ăn chay rồi. Người ta có phải nướng ăn chay rồi. Cái gì vậy? Con nuốt vô. Con nuốt vô đi. Ăn miếng nữa nuốt vô. Nuốt gì ra? Con uống nước ép không? Con nước ép đi nấu nha. Con uống nước ép gì ra ép gì. Hôm nay tôi bị bệnh rồi. Tâm trạng không được vui. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye. À đi Lùi, à đi. À. À đi. À. Lùi. À ba đi. À ba nè. Lùi. À. Đó. Đó đi hư quá rồi.